Bạn có thường nhìn thấy những bóng đen vào buổi đêm không? Những cái bóng kỳ lạ thường khơi gợi sự sợ hãi trong bạn, mà thông qua bóng của một người, bạn có thể nhận ra giới tính, tuổi tác, thậm chí là linh hồn không? Nghe thì ảo nhưng điều này đối với các nhà tâm linh thì hoàn toàn có thể. Lần này chương trình mời quán quân The Voice Nga Nazis đến. Cô muốn xem có thực sự tồn tại nhà tâm linh không? Ekip chương trình hóa trang cho cô thành một người đàn ông. Các nhà tâm linh phải dựa vào bóng cô trên màn hình để đoán ra tất cả. Người đầu tiên xuất hiện là anh Pháp Sư. Phần múa côn của anh ấy là không thể thiếu, vì khi dùng côn anh ấy có thể tập hợp năng lượng. Lại gần tấm màn, anh ấy bắt đầu nói ra tất cả. В чем проявляется эта мощная энергетика? Как будто человек заряжает людей энергетикой. Источник для... Попробуйте почувствовать более детально, чем занимается этот человек. Этот человек находится на публике. На него прямо смотрят, оборачиваются, куда он идет. Это известный человек. Ну, хорошо. Попробуйте описать. Волосы короткие. Короче, чем у меня. Намного. Человеку лет 40, стоящему передо мной. 44. А у этого человека есть семья? Да. Есть даже дети. Трое детей. Средний возраст 13-14 лет. Thật không thể tin được, cậu ấy đã nói chính xác các thông tin về Nazis, nhưng tác tiếc cậu lại cho người đứng sau bức màn là một người đàn ông. Tuy thử thách của cậu ấy thất bại, nhưng mà mọi người cũng công nhận năng lực của cậu ấy. Người tiếp theo xuất hiện là phù thủy. Thuật che mắt dường như không có tác dụng trước mặt chị ấy. Chị ấy nói thẳng sau tấm màn là một người phụ nữ, mà những lời cô nói tiếp theo làm mọi người chả hiểu gì. Phù thủy hình như cảm nhận được điều gì đó, cảm xúc của chị ấy đột nhiên sụp đổ. Thử thách xong, phù thủy thật sự muốn nói chuyện riêng với Nazis. Cô muốn xác nhận xem cảm ứng của mình có chính xác không, nhưng đáng tiếc cô ấy đã từ chối phù thủy. Chúng ta không biết được chị ấy nhìn thấy gì. Cho đến hiện tại, biểu hiện của mọi nhà tâm linh vẫn chưa khiến mọi người thực sự thỏa mãn. Julia xuất hiện cuối cùng có thể đem đến điều kinh ngạc cho chúng ta không? Cô cho rằng bóng của con người không mang năng lượng, chỉ dựa vào một cái bóng thì khó có thể nhìn ra bất cứ điều gì. Nhưng mà chỉ cần có người ở đây, thì Julia có thể nhìn được linh hồn của người ấy. Человек погружен в мистику. У него очень много в жизни мистических событий, у этого человека. У нее. Опа, ничего себе. Я тебе говорю, она занимается эзотерикой. Да? Да. Очень много мистических событий в жизни. А какие, например, сможете увидеть? Четверо мертвых. Что это значит? Умерли. Четверо мужчин. Я знаю только двоих. Муж и отец. Мужчины. Разного возраста. Разной внешности абсолютно. А кем эти мужчины являлись? Она любила, ее любили. Она предавала, ее предавали. Близкие люди очень. Близкие люди очень. Нет, но тут о другом предательстве речь. Nazis đúng là từng mất đi hai người đàn ông cực kỳ thân thiết. Người chồng thứ hai của cô đã chết trong tai nạn mấy năm trước, mà bố cô cũng chết vì bệnh ung thư phổi 2 năm trước. Julia cho rằng Nazis rất để ý đến cái chết của hai người đàn ông. Bọn họ là bạn tốt của cô. Что абсолютно неправда. И то, что одна из них связана с мистикой, это тоже абсолютная правда. Я просто не буду комментировать. Очень личное. Да, это очень личное. И причем вот именно это то, о чем знаю только я. Честно говоря, как только я увидел на экране, она начала говорить, то я сразу сказал, что вот это вот реальная ситуация. Не то, что вот она внешне что-то рассказывает, а какие-то внутренние вещи. Человек очень любит о себе говорить. Очень себя любит. Очень. Много тайн, тем не менее, у человека. То, чего она никогда никому не скажет. 15-й аркан. Дьявол. Chúng ta không biết ý nghĩa lá bài ác quỷ có nghĩa gì với Nazis, nhưng rõ ràng là cô ấy đang cực kỳ kinh ngạc. Что это значит?
Это значит, что она очень яркая, очень эффектная. Она умеет пользоваться тем, что ей дано. Она умеет зарабатывать деньги на том, что ей дано. Дьявол – это искусство. Слава. Солнце – это слава. Я говорю, мне нравится. Какие-то мистические образы. Такие очень. Даже не знаю, кто это может быть, честно говоря. На нашей. Дети тоже в эзотерике очень погружены. Ну, мы ничего не можем сказать. Этого мужчины просто не знали. Но дети идили, что ли? Нет. Ну, просто занимаются этим. Не знаю, там, йогой. Что-то практикуют такое эзотерическое. Но они очень этим увлечены. Так же, как она. Родители, они всегда влияют на детей. А сколько детей? Больше двух. Я четко вижу двух девочек. Но они уже взрослые. Одна, вероятно, уже замужем. Как она может знать о том, что мои дети занимаются эзотерикой? Но у меня именно так, как она сказала. Người bất ngờ không chỉ có Nazis, mà còn có người đàn ông. Она ставила точки такие там. Двое дочек, одна из них замужем. Все, что она говорила, было практически, ну, вообще. Поэтому я считаю, что вот она настоящая. Khi nói chuyện riêng, Julia nhìn được càng nhiều cảnh không thể tưởng tượng nổi. Có phải quanh cậu có người bạn mới chết phải không? Đúng rồi, mấy ngày trước. Hơi béo đúng không? Biểu hiện của Julia lần nữa làm mọi người bất ngờ. Lần này thì mọi người cũng tin rằng trên đời này thật sự tồn tại các nhà tâm linh.